Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với vlog của mình nha. Anh em vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho tiệm, cũng như để cập nhật thêm những mẫu xe mới về theo ngày tháng anh em nhé. Thì trước mắt anh em là con Future Neo FI. Xe sản xuất năm 2008 nha mọi người. Máy móc là im xin anh em nhé. Cái này là chủ dán đề can để đừng có chạy á mọi người. Bên trong là còn đẹp luôn nha. Mình sẽ quay kỹ lốc hơn cho anh em xem nhé. Lốc rất đẹp nha mọi người. Sơn là sơn zin nhé. Hôm nay mình cố tình đến đây yên tĩnh để cho anh em dễ nghe tiếng máy hơn ạ. Bốn con ốc đầu là đẹp, còn đẹp cáo cảnh luôn. Đầu này chưa bung nha mọi người, bên mình bao nhé. Xe chạy là cảm giác đầm bốc nhẹ và im ạ. Mình cũng mới vừa tách thử. Về phần áo cho xe này là áo xin theo xe nha mọi người. Áo còn đẹp xin theo xe nhé. Chưa sơn lại. Mẫu này FI28 mà nhìn trong các cứng cáp nha mọi người. Tem này cũng là nguyên zin đẹp theo xe. Bên trong còn rất đẹp mọi người nhé. Đẹp y là Honda cánh gà được xi nha mọi người. Lốc bên đây cũng là nguyên zin như bên kia nha mọi người. Chỗ này tem bị nhăm một chút nha anh em, không phải bể nha. Máy móc xe này là im gu. Chạy là bao sướng nhé. Bô xe là còn đẹp nguyên zin nha anh em. Bô xe này là theo xe, không phải là hàng thai nhé. Miếng chạy bô cũng vậy à. Mâm cũng là zin luôn ạ. Xe này theo mình thấy là còn cắt cốt nha mọi người. Chắc xe còn cắt cốt nhé. Tuy phục là còn chắc ten chưa bị nổ luôn nha anh em. Ốc phục là sắc cạnh. Cái chỗ móp này là do cái bô, khi mà nhúng xuống cái bô nó cắn nha mọi người. Đa phần người những chiếc phô đều vậy nhé. Hệ thống phun xăng điện tử ở những dòng này là nghe rất là lớn nha mọi người. Chứng tỏ là hệ thống bơm rất mạnh nhé. Lò xo còn rất đẹp ạ. Mâm là zin nha anh em. Mình sẽ quay những viền cạnh mâm cho anh em xem. Máy móc xe này là mình đi bao sướng bao nhẹ nhé. Anh em nào có duyên lắm mới sở hữu chiếc này nha mọi người. Vì vậy mà mọi người, nếu mà có yêu thích dòng này thì hãy liên hệ chốt sớm với mình nhé. Xe còn cắt cốt à. Càng thắng là còn màu xanh nha mọi người. Rồi lấy nét được đó mọi người. Nãy giờ mình leo hai hoài mà không lấy nét được. Càng thắng ghim là còn màu xanh ghim luôn nha mọi người. Còn đẹp nhé. Che của bô cũng còn cắt sáng à.
kích đạp xe này còn quá đẹp nha mọi người. Đây ạ, à, mình sẽ xem lại cận cảnh ạ. Cùng bên xe, cùng xe bên trong yên nha anh em. Chốt yên là còn màu nha mọi người. Sườn là còn bên mình bao là chưa có sơn lại luôn nhé. Bình xăng này quá đẹp nha anh em. Hệ thống bơm xăng ở đây à. Bình xăng là đẹp nguyên sinh nha mọi người. Bên mình bao là chưa sơn lại luôn nhé. Sơn xin là còn nổi bóng luôn nhé. Bát yên là còn màu xanh zin của hãng nha mọi người. Rất đẹp nha. Đầu bò là sạch sẽ khô ráo, bốn ốc đầu là còn nguyên, chưa có dấu hiệu bị dặn ra nha mọi người. Đây ạ, à, mình sẽ xem lại cận cảnh ạ. Áo sống xe này còn cắt liền lạc nha mọi người. Hầu như là không có sơn lại món nào cả nhé. Thì có nhiều anh em nhắn tin góp ý với mình là nên quay ở những địa điểm mà yên tĩnh hơn để cho anh em dễ nghe máy. Thì hôm nay mình chạy xuống cái con đường đan ở đối diện nhà mình nhé anh em. Nơi này thì cực kỳ yên tĩnh. Đây ạ. À. Chẳng khác nào là gần gũi nha mọi người. Nơi này là phía sau tòa án, nơi mà mình thường quay xe cho anh em xem nhé.
con lộ thì ở phía trên ạ. Bóng đèn này là chủ nó thay lại đèn led nha mọi người. Tổng thể xe nhìn rất đẹp và cân đối anh em nhé. Tay thắng là còn thẳng gang nha mọi người. Cục cù tay thắng cũng còn rất đẹp ạ. Bên đây luôn nha anh em, cũng rất đẹp nhé. Tem xe, áo xe là đẹp nguyên zin nha mọi người. Cục dầu đĩa là còn nước sơn zin luôn ạ. Về phần phục trước là có sửa nhẹ rồi nha mọi người. Bốn cột đĩa là còn sơn vàng của hãng. Mâm trước cũng là đẹp nguyên zin anh em nhé. Đây ạ, à, mâm zin này ạ. À. Anh em để kỹ là mâm zin là như có hộp nhé. Nó sơn như có hộp nhé, có sần nhé. Viền mâm cũng đẹp nha mọi người. Phần nào zin mình sẽ nói zin, còn những phần nào có sơn lại hay có chỉnh sửa nhẹ lại thì mình sẽ nói nhé. Mà đúng hãng Honda nha anh em, không phải mâm điểu nha anh em. Cũng có rất nhiều mâm điểu nhái các giống nhé. Cặp mâm này rất là mắc tiền, vì vậy anh em coi xe nên yêu cầu cửa hàng bao nhé. Phần gấp và cạc tê cũng là nguyên zin nha anh em. Đây ạ, cạc tê gấp còn rất đẹp. Ốc tán xe còn mức độ khá xe nha anh em. Xe đồ riêng cho xe còn rất nhiều và còn rất sáng anh em nhé. Bô là riêng cho xe còn rất đẹp anh em nhé. Mình sẽ nấu máy lại cho anh em nghe kỹ tiếng bô hơn nha.
miếng tre cũng còn đẹp nha mọi người, chưa bị móp hay bị chày gì nha mọi người. Rồi sau phục là còn rất sáng. Gấp là đẹp anh em nhé, đẹp xin anh em nhé. Mình sẽ quay gầu cái cầu cho anh em xem ạ. Đây là cái cầu ạ. Đây dính dơi mọi người. Mình sẽ thử bóng đèn led trên xe nhé, xem nó sáng cỡ nào nhé. Anh em thấy điểm quay mới của mình như thế nào ạ? Nếu thấy ok thì hãy cho mình một like để mình biết nhé. Rất cảm ơn anh em. Nếu được thì mình sẽ chọn chỗ này làm nơi thường xuyên quay clip cho anh em xem nhé. Mình xin nhắc lại là máy móc trên xe này là máy móc im xin đầu lòng bao bít nha mọi người. Máy này đi rất là cảm giác, rất là đầm bốc nhé. Về phần trải nghiệm thì anh em cứ tin tưởng mình nhé. Chiếc nào mình nói im là im nhé, chứ nào đầm bốc là đầm bốc ạ. Còn về phần máy móc thì bên mình ba phần nào là phần nó sẽ là như vậy nha mọi người. Buôn bán uy tín là trên hết nha mọi người, không phải bán một chiếc rồi là thôi nhé. Sẵn nhân đây thì mình cũng xin cảm ơn tất cả những anh em đã luôn đồng hành và theo dõi kênh của mình nha. Anh em có góp ý gì về cách làm kênh của mình thì vui lòng là để lại comment bên dưới nha. Tất cả góp ý của anh em thì mình sẽ lắng nghe và mình sẽ tiếp thu nhé. Hôm rồi có anh em nói mình là quay rất là kỹ, chi tiết và sắc nét thì mình cũng rất là vui ạ.
Rất cảm ơn anh em đã xem video clip của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.